Bây giờ mình mới quay nè. Ngồi xuống, tung tung tung. Thưa quý vị, chúng mình là hiện diện tại sân khấu hạnh phúc của chúng tôi ngay giờ đây là hiện diện của hai cặp đôi rất tuyệt vời Ngọc Tuấn Mai Thi, hai nhân vật đã cho tất cả quý vị lý do để đến đây chúc mừng và một lần nữa quý vị hãy cùng hiện thực hóa lời chúc mừng của mình bằng một trang pháo tay thật lớn. Thưa quý vị, xin được cảm ơn toàn thể tất cả quý vị rất nhiều. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị khách quý thân mến, trong ngày vui hạnh phúc của Ngọc Tuấn và Mai Thi ngày hôm nay, chúng tôi tin chắc rằng những người vui nhất và hạnh phúc nhất ngoài cô dâu và chú rể ra thì còn có những bậc làm cha làm mẹ khi ngày hôm nay họ được chứng kiến những người con thân yêu của mình kể từ nay được yên bề gia thất và để trở về ra mắt đồng hành cùng với cô dâu và chú rể trên tại sân khấu ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị và mời về sân khấu họ thật thuận ra mắt đến từ hai bên gia đình. Đầu tiên về phải đoàn chủ nhân họ nhị thi, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu mời về sân khấu huyền diệu của quý ông cụ cộng tiền đó thứ ba của mình xem là hai vị song thân là chuyên gia Ngọc Tuấn. Hôm nay là sinh nhật của ok anh trai chung nha. Ca là ngày vui đám cưới, ngày vui lên xe hoa của em trai Tuấn Kiểm. Bây giờ anh em Sài Gòn, Bình Dương, để cùng trở về đại diện cho hai bên gia đình đầy đủ về phía đại diện của Đồng Xoài để chúc một ngày vui của em trai Tuấn Kiểm gia đình nha. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời Hải Loan ha, ngày coi như là lên đây là hai ngày rồi đó, ba rồi, ba ngày rồi để đại diện rước dâu và lại kia còn mình thì hai ngày. Ok Nguyễn Kỳ Lan nha, ok Phạm Văn Nguyễn, ok chúc gia đình mình một chút vui vẻ nha. Tí nữa là sân khấu sẽ là rất là hoành tráng luôn, rồi sân khấu rất là hoành tráng luôn, tí nữa là lên là coi như là cuộc vui sẽ bắt đầu. Đây bàn này là bàn nói chung ra là hơi bị dài nhất trong một buổi tiệc đó. Bàn này là sắp xếp hơi bị dài nhất trong buổi tiệc. Anh Tám phát biểu ý kiến cho bà con vài cái ý kiến. Mời thưa quý vị thân mến và hiện diện cùng đồng hành tại sân khấu hạnh phúc của chúng tôi ngay giờ đây. Chúng tôi sân khấu đó là cặp đôi đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Chú rể Ngọc Tuấn cô dâu Mai Thi. Đây là kiểm tra thằng em nha. Anh em lâu lắm rồi. Cũng như đại diện cho hai họ, hai nhà trai, hai nhà gái. Mời thưa quý vị gặp lại nó đây. Chúc mừng hai bên gia đình. Xin được kính chào và ra mắt với tất cả quý vị. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị khách quý thân mến, bằng rất nhiều điều hân hoan và tuyệt vời thì chúc buổi chiều tuyệt vời ngày hôm nay. Toàn thể tất cả quý vị đã cùng thành công được mời từ hai gia đình cô dâu và chú rể của chúng tôi đã cùng bớt chút thời gian và ngọc của mình quay trở về với khu vực này cùng tham dự và chúc mừng cho tiệc mừng tân hôn, chúc hạnh phúc trăm năm và tặng cho chú rể Ngọc Tuấn cô dâu Mai Thi. Và ngay bây giờ xin được mời toàn thể tất cả quý vị một lần nữa hãy cùng tạm gác lại những câu chuyện riêng tư của mình về thời tiệc, cùng đón lắng nghe những lời cảm ơn đến từ đại diện của hai gia đình chúng tôi. Và xin được mời toàn thể tất cả quý vị xin được đến với những tình cảm đó qua những lời phát biểu ca sĩ nổi tiếng của châu Á đại diện cho nhà trai gửi đến cho tất cả quý vị những lời phát biểu của mình. Xin được trân trọng kính mời và xin cảm ơn anh Tám rất là nhiều.
À, tí nữa sẽ có là một cặp ca sĩ nữa rất là nổi tiếng. Cậu lên đây. Cậu mới vừa đá máy bay xuống. Ok gia đình. Ok em cầm đồ Tuấn Phương. Ok tất cả gia đình mình nghe. Nói vô hôm nay là ca sĩ và nổi tiếng và những ông bầu xô và những ông bầu cầm đồ ở quay. Nhiều lắm. Ok gia đình nha. Hello Phan Minh. Quá trình ok một thời gian Đình Linh hai cháu. Và rất là cảm ơn sự đồng ý của hai gia đình và hai chính quyền địa phương. Hôm nay tôi thay mặt gia đình nhà tôi phải Và một trang phó thể thật lớn kiện tặng cho phần phát biểu đến từ ông này. Anh nhờ chúng tôi. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị khách quý thân mến, là ngày hôm nay con nhà gái đến với Vũ Thị Tân Hương ngày hôm nay thì đã đang mà sẽ đón nhận rất nhiều tình cảm thân thương từ phái đoàn của họ nhà trai vì sự tiếp đón rất đồng hồ và chú đáo ngày hôm nay, cũng như sẽ cùng thay lời cho họ nhà gái gửi đến cho tất cả quý vị những lời cảm ơn, những lời chúc sẽ được gặp một lần nữa những người toàn thể tất cả quý vị sẽ cùng đến với những lời phát biểu đến từ chú Tư đại diện cho họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa bổn tộc hai họ, kính thưa nội ngoại bốn bên, kính thưa quý vị khách quý đã dính nhúc thời gian đến dự tiệc thành hôn cho hai cháu ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, riêng hai gia đình chúng tôi rất cảm ơn quý vị đến dự buổi tiệc đông đủ ngày hôm nay. Riêng hai gia đình chúng tôi mời tất cả quý vị hãy rót bia đầy ly. Nghe tôi đếm 1, 2, 3, hãy vô và cho tràng pháo tay. 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn quý vị. Xin được cảm ơn phần phát biểu rất tuyệt vời đến từ hai ông đại diện của hai họ. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị khách quý thân mến và Ngọc Tuấn, Mai Thị thân mến. Người sẽ từng nói cả cuộc đời mẹ cha tất bật cho chúng con lẽ sống tình yêu. Nước biển mênh mông chứ phải là nhiều, với chúng con mẹ cha là tất cả. Có được ngày hôm nay thì công ơn sinh thành những dụng kỹ vật làm cha làm mẹ là những thứ tình cảm vô cùng đặc biệt và ý nghĩa. Chính vì thế mà ngay giây phút như đây sẽ là những ly rượu của lòng hiếu kính và sự biết ơn mà dâu và rể sẽ cùng dâng lên cho hai bên gia đình. Và đầu tiên xin được mời Tuấn và Thi cùng đến với phái đoàn của họ nhà trai. Xin mời. Đầu tiên thì mời chú rể hãy cùng dâng rượu cho đại diện của họ nhà trai chúng tôi đi ạ. Hãy cùng hướng về phía nhiếp ảnh đạo nở nụ cười thật tươi lên đi ạ. Và tiếp theo xin được mời Tuấn và Thi mỗi người một ly cùng dâng rượu cho bố và mẹ. Tiếp theo xin được mời cô dâu và chú rể cùng đến với phái đoàn của họ nhà gái. Và lý kiều hồng đầu tiên, chú rể sẽ cùng dâng rượu cho ông đại diện họ gái. Tiếp theo sẽ được mời cô dâu và chú rể cùng dâng rượu cho bố và mẹ. Và xin được mời cô dâu và chú rể cùng trở lại khu vực trung tâm sân khấu đi ạ. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị khách quý thân mến, vừa rồi thì toàn thể tất cả quý vị đã cùng đến với những ly rượu của lòng hiếu kính và sự biết ơn mà dâu và rể đã cùng dâng lên cho hai bên gia đình để tỏ lòng hiếu kính của mình. Và ngay bây giờ đồng hành cùng với hai gia đình của chúng tôi trong nghi thức cùng ly của nghĩa thông gia của ai mà mời quý vị đồng hành bằng cách là rót đầy ly lên được không ạ? Cùng mời hai bên gia đình gần nhau một xíu đi ạ. Đây là người em mình. Mời thưa quý vị, hãy cùng với chúng tôi ta đi đến một tiếng chúc mừng thân nhau thật lớn và chúc cho tình nghĩa của hai mà chúng tôi luôn luôn gắn kết theo sự bền chặt nha. Ly quý vị đồng hành nha. Mời thưa quý vị. Cùng cha các ông nội nha. Hai, ba. Có mời hai ông cùng cùng đi bật đàn đi đi ạ. Hello.
rất tuyệt vời. Và ngay bây giờ trước khi về sân khấu trở về với tất cả các mọi người để cùng đón nhận chương trình vào ngày hôm nay, có mời hai ông đại diện hai họ cùng bắt tay nhau đi ạ. Cảm ơn vì sự hiện diện của hai ông ngày hôm nay rất nhiều. Và mời hai ông trở về khuôn viên bàn tiệc của an toàn và dùng tiệc ngày hôm nay. Tiếp theo mời hai bố hãy cùng bắt tay nhau. Lâm Tiết Anh có hai bố anh em với hai anh công bậy. Đây là trái thẳng của mẹ kêu Lâm Tiết Anh mày, cái thằng Phạm Văn Trắng. Và tiếp theo mời hai mẹ hãy cùng dành cho nhau một cái ôm thêm một cái bắt tay đi ạ. Rất tuyệt vời. Cảm ơn hai bà và chúc mừng hai bà một lần nữa nhé. Vâng thưa quý vị, thưa quý vị và toàn lại sân khấu hạnh phúc của chúng tôi ngay giờ đây là cặp đôi thực sự tỏa sáng Ngọc Tuấn, Mai Thi, và chúng tôi sẽ cùng dành toàn vẹn những phút tiếp theo cho hai bạn. Và những tiếp đội viên xin mời Ngọc Tuấn, Mai Thi đến với nghi thức góp rượu tràng ly cùng quy luật số mệnh. Thưa quý vị, hạnh phúc xin mời. Từ năm ngoái hôm nay các bạn đã gặp nhau. Đây mình là 2 năm rồi chứ. Từ năm ngoái đó. Không có nói được, từ năm ngoái. Mình chơi là 2 năm luôn chứ. Lúc là 5 năm. À, tôi với bạn là 3 năm rồi. Và xin được mời cô dâu Mai Thi tặng một cái buổi hướng thiện. Và chúc mừng một tuổi hãy đừng hướng ra phía ngoài nhé. Hãy cùng chúc cô dâu của bạn và chúc mừng 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 chúc qua bên anh lên nhưng em đi Sài Gòn em mua anh có nghe là em đi nói tiền gì đó được anh em tình cảm nó phải đi nhá ngồi bên kia bạn ra làm gì cho mày cái cuối cùng nghe điện thoại đêm qua em ở nhà tối qua đi chơi con bố rồi. Mời quý vị chúng tôi đến với chương trình và chúng ta quý vị đang được xin nhường trước những cầu cúng từ giờ ngoài truyền của chúng tôi trong ngày sân khấu, đó là nghị thức cúng rượu cả bọn nhà bên cạnh thì mời anh em cà mau lên bên đây đi đấu thì giờ có anh em nó bận mình là ai mặc rồi mình thấy mặt em phải mời giờ cái trong đầu lo cơm trưa cơm tiếp của anh bây giờ anh em này ở xa ăn đây chơi vô cái anh trai ơi. Bộ thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ là 7 năm rồi đó hả? 27 giờ bây giờ là gần 8 năm luôn rồi. Đó anh ra bên cường. Những lần này hãy cùng thi thư khóa. Đấy là mình đang lên hàng một chút để. Chúc mừng hạnh phúc nha.
Đi cứ video hết rồi à? À, tám năm rồi đó. Đi đâu đi đâu à? Đây. Mời tôi có về. Giờ cái nha. Mấy anh em bảy anh em chụp cùng mình nha. Ừ, tám năm rồi bây giờ mới gặp lại đó. Thôi nay là mỗi nơi là tha phương là coi như là Bình Phước mới gặp lại nha. Bình Phước mới gặp lại nha. Đi Đồng Xoài Bình Phước mới gặp lại. Hồi đấy là coi như là ở Huế. À, anh em hội ngộ nhau ở Huế. Mà giờ 8 năm rồi mới gặp lại Bình Phước. Anh em chụp cảm ơn. Ok em trai, vô cái em trai nha, chúc mừng. Má Bảo. Má đó một thằng Má Bảo nha. Đúng rồi, đúng rồi. Má Bảo. Dạ, dạ đây hết nè. Có cái đã. Rất tuyệt vời thưa quý vị. Và thưa quý vị thân mến, là trong ngày vui hạnh phúc của Ngọc Tuấn và Mai Thiên ngày hôm nay thì cô dâu và chú rể của chúng tôi họ đã hát và đã đón nhận rất nhiều lời chúc mừng của đồng hành của chúng tôi. Vì gì cái món mà gần đây mọi người đã đến để chúc mừng, bên cạnh đó cũng có rất nhiều những món quà đến từ các anh chị, các người bạn, người em của cô dâu và chú rể sẽ có cùng những món quà đặc biệt cho mặt chúng tôi và những người sân khấu này. Chúng tôi xin được mời trở về sân khấu món quà của em gái chú rể. Và sau món quà em gái chú rể, chúng tôi xin được mời món quà của vợ chồng hai em Kim Lâm chuẩn bị. Ăn ghê đó Thịnh. Xin chân trọng kính mời món quà của em gái chú rể ạ. Long ăn ghê Long. Long. Dạ. Ăn ghê đó. Và xin được mời món quà của vợ chồng hai em Kim Lâm. Anh thấy quay phim quay ăn ăn á ba là nó chụp cái ly Coca. Và xin được gặp lại những chị em, những người bạn bè, những anh chị lâu của gia đình nha. Những người bạn chú rể quý giọng chú rể của chú rể. Lâu lâu anh mới chọn đồ cái là thấy chọn luôn à. Hả đồ mới quay vô cái biết anh Thịnh ăn ghê đó này phí bụi. Làm mắc mặt anh ghê đó à, anh thưa Lâm rồi ăn thưa Lâm. Xin được cảm ơn món quà của hai em Kim Lâm rất là nhiều. Xin được mời món quà đặc biệt đến từ anh Cường Hương sẽ có món quà dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay. Mời tội mình đợi ngồi nó ăn dễ sợ chứ kìa. Tại giờ tại chính đồ ăn gắn em kìa tay nó ăn ghê kìa, mình đợi ăn ghê không anh Tùng á đồ mà cũng có anh Tùng đây là những món ăn rất là tuyệt vời và quý báu mà các người anh người chị cũng như những người em và bạn bè của cô dâu và chú rể đã cùng dành tặng cho cô dâu chú rể trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay. Xin được mời món quà của em gái chú rể. Xin mời còn đây là cùng, anh thay cho em gái gửi tặng cho chú rể đi ạ. Đồ má với là anh Tùng bây giờ đây là anh Tám nha, đây là cậu cả nha. À, coi như là có 9 cái gia phả luôn nha, mà 8 cái là nằm trong ngân hàng luôn nha. Quay bàn qua được không? Tám cái nằm ngang rồi. Lúc quay này là bỏ tao hết. Ê Duy, bớt lại nghe, có vợ mày ngồi đó mày làm gì mày? Mày làm gì vậy? Bớt lại. Đủ thằng nén sao ghê mày. AB4 ghê đó Duy không công. Vợ ngồi đó mày nắm tay. Đêm nay đừng có điện về anh em ơi, tôi cứu bồ nha. À, Duy Đài Loan rồi, bớt lại Duy Đài Loan. Duy Đài Loan hả? Xin được cảm ơn rất nhiều chân quý tình cảm thân thương mà em gái đã dành tặng cho người anh trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay. Tí nữa là đội mà tới giờ nhạc là nó mở hết công suất. Xin được cảm ơn. Bây giờ nó đang ru phải không? Đang ru. À, tí nữa là tám lại vua còn. Bác ơi bác. Bác ngồi đây nha. Bác ơi. Kiếm chỗ đi ngồi đi em. Chỗ đi ngồi cho anh em cho nó này kia. Anh em mình dời vô tí. Long. Sắp xếp anh em ngồi vô. Bác sẽ được mời món quà tiếp theo ạ.
Ok, chuẩn bị hát. Hải Đài Loan. Anh Hải. Anh Hải Loan được nè. Ok, bây giờ đúng rồi, Hải Loan đúng rồi. Cái nãy là Hải. Hải đặt tên cho ông Duy á, là Duy Đài Loan. Giống những món quà rất là đặc biệt và rất là tuyệt vời. Vì hiện tại rất là nhiều được thông tin có rất là nhiều món quà đã và đang chuẩn bị cho cô dâu và chú rể. Chính vì thế mà xin được mời một lần nữa hát những món quà đặc biệt và ý nghĩa đó sử dụng trở về cho thằng cô dâu và rể trong ngày buổi tối ngày hôm nay. Phi bồi lúc em gặp anh ở dưới Đức Lợi Trăng. Em chung với... Không cần ai chó. Ok, cảm ơn con Văn Văn nha. Cứ tự nhiên, đi lại rồi. Để tôi dùng sau lên. Không, cứ cứ lên, tại vì đang tiếp khách. Em dây buồn quá kêu lên kìa. Má Bảo lên. Má Bảo lên cho nó lên. Bảo tí nữa lên á, là kêu thằng âm thanh lăng. Công suất lên. Công suất. Ông lên em sẽ nào. Nó nổi tiếng. Má nó mở rồi. Maximum luôn. Maximum luôn. Ok Tuấn Lê. Đây là một cửa lành là làm thầy làm theo á. Không, tại vì là mình nghĩ là cái đầu hình mình thôi. Nhưng mà mình cái thằng. Kệ. Và xin được mời món quà, những món quà rất là đặc biệt, rất là ý nghĩa đến từ đại gia đình của cô dâu và chú rể ạ. Đây, nó dùng ra là thầy ông ngồi à. Thầy ơi. Thầy cái gì? Và thưa quý vị, và trong lúc chờ đợi đại gia đình của chúng tôi chuẩn bị cho kỹ hơn những món quà đặc biệt và ý nghĩa cho thằng Châu Dâu và Rể, thì cùng gặp đường hát thay là cho những chương trình chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn thôi bây giờ anh em mình vô cái nha. Thôi mời tổng thể anh em gia đình mình vô cái sức khỏe nha. Một anh em mình vô cái nha. Hai người lên thôi đi đây. Anh em mình hô nè. Vô hai ba vô hai ba vô hai ba vô. Rồi ok gia đình mình. Uống nhiều. Thấy luôn nha. Mẹ uống xong thì biết hết rồi. Mày uống hết đi mày đây đông. Anh uống nhiều. Chăm mày. Hết rồi nha. Hết. Hết. Anh cứ vào đi. Để nó uống cái ly kia kìa. Hết rồi. Muốn cầm cái ly bên phải là Coca mà cái tay trái á là cái tay cơ. Mà ngâm cái lon không nữa cho hết. Con nhả hàng không à. Hai bà chị ơi. Thầy coi đúng, hôm nay đồng xoài không mưa. Những giây phút hồi hộp đã qua. Giây phút hồi hộp đã qua. Nói chung là bắt đầu là cuộc vui bắt đầu. Thầy. Em biển em mời em chia sẻ. Rồi, anh cảm ơn em. Rồi, ok, anh có... Anh mời em sức khỏe nha, cảm ơn em trai nha. Ok, khi nào anh em gia đình anh em ngồi ngoài mà. Tại vì em theo dõi. Em đi chạy chạy xong đúng không? Quay lại em lấy quần áo của cô dâu. Lấy cô dâu. Tình cảm thì sao? Có tình cảm rồi, giống như thầy. Cái tình cảm là ok, là mãi mãi là tình cảm.
Anh trai nha, không phải anh trai nha. Anh ngồi ở đâu? Em ngồi bàn luôn, cùng bàn luôn, cùng ăn luôn. Ok, nó dài quá. Sức khỏe. Anh ơi, sức khỏe em trai nha. Tí nè anh chạy qua, anh em mình sức khỏe cái nữa. Ok anh trai. Mọi khi mọi thứ đã sẵn sàng thì chúng tôi ở đây xin được cảm ơn rất là đặc biệt và rất là ý nghĩa đến từ đại gia đình của cô dâu và chú rể, xin mừng trao cho Ngọc Tuấn và Mai Thi, xin mừng cô dâu chú rể cùng mọi người rất là đặc biệt trong sân khấu, xin cảm ơn những món quà đặc biệt và ý nghĩa đó, xin cùng mọi người cùng trao cho cô dâu và chú rể để chúng tôi luôn là những khoảnh khắc tuyệt vời trong ngày tân hôn hạnh phúc. Chúc cho Ngọc Tuấn và Mai Thi ngày hôm nay. Mình nhớ lòng này ai uống thầy ngoại đang thư tay nghe. Mời anh để lại những người người ta ăn được ăn của mình đổ hết rồi. Ok em trai, các bạn em trai nghe. Giờ mình chạy qua chỗ này. Dạ, anh ơi. Anh nhá. Ok em. Các bạn mà đang rồi ok dạ. Người bạn đây chứ. Ok ok. Ăn hết bao nhiêu vậy? Trong cuộc sống cũng như và tình yêu của cô dâu và chú rể sẽ cùng càng thêm vững tin và tuyệt vời hơn trong cuộc sống hôn nhân sau này thưa quý vị. Ok bức chương nha. Ok Loan Nguyễn. Loan Nguyễn là vợ em hay là em vợ em Loan Nguyễn hình như cũng là vợ Di đâu á. Cho em là Long Hải, là em Hải Long, em nghĩ là con Long Nguyễn là vợ Di Đà Long, chỉ qua tiền là Di Đà Long rồi. Anh không còn Duy Hồng Công, Hồng Công bây giờ đó. Ok sư đoàn nghe, ok Phước Dương nghe, ok anh em. Rất tuyệt vời luôn quý vị. Những biểu cảm rất là dễ thương của cô dâu và chú rể khi nhận quà. Một tràng hát lớn cho dành cho những món quà đặc biệt này thưa quý vị. Ok, cảm ơn em Phúc Dương nha. Vàng quá, trần của ngoài cô dâu ơi. Tiếp theo là món quà của anh chị chú rể. Cảm ơn tập sau đơn nha. Cả nhà mình sáng lại xuống đi ạ. Chụp hình cho đẹp ạ. Và hướng về phía tiết lãnh này. Ok, xin được cảm ơn một lần nữa. Hôm nay ngồi là coi như là... Và xin được thay lời một lần nữa đến từ những người thực hiện chương trình nhà hàng tiệc cưới Năm Hương cùng với Hoa Nhạc Tiến Phương, xin được mến chúc cho anh Tuấn, chị Thi, chú Loan chờ đó, chú Hải chờ đó, chú Hải chờ bánh hồng cồn á. Cùng đón những chút tiền vào ngày hôm nay. Nè, cặp nhẫn này của chú Hải nè, ngày đám cưới tới bây giờ luôn nè. Ok, Hiếu Nguyễn. À,
cảm nhận này là của chú Hải, là coi như là ngày đám cưới chú Hải. Vâng, thưa quý vị, chúng ta xin được đồng nhiệt hoan nghênh cho đón toàn thể quý vị và cùng trở lại với chương trình ngày hôm nay. Trong những phút đầu tiên, chúng ta quý vị đã cùng đón chào những lời chúc mừng hạnh phúc dành tặng cho hai đồng chí của trường bài thi. Hôm nay lên 15 mà. Đồng cùng với chúng ta quý vị đã cùng đón chào những lời chúc mừng hạnh phúc với phần thể hiện đội hình của đơn vị nha. Anh Tám anh kia là già lắm rồi. Bởi vì tôi may là ổng vô bài nhiều bán đến đây cũng có tìm ra một không gian rất là sang trọng và rất là tuyệt vời, rất là lãng mạn và được chuẩn bị dàn dựng đặc biệt đến từ nhà hàng Tiệc Cưới Nam Hường của chúng tôi. Một lần nữa thay lời cho nhà hàng Tiệc Cưới Nam Hường xin gửi lời chúc đến cho Châu và rể cũng như hai gia đình và đặc biệt là toàn thể tất cả mọi người ngày hôm nay. Chúc cho tất cả quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công, thật nhiều may mắn. Buổi tối ngày hôm nay thì có một buổi tiệc thật ngon miệng. Và trên đây với những phần một ban đầu thì mời tất cả quý vị đến với phần hai. Là phần của tất cả quý vị sẽ cùng đến với những tình cảm thân thương qua những bài hát tuyệt vời mà quý vị đồng hành cùng với ban nhạc tiếng Việt của chúng tôi. Hãy xin được chào tất cả ban nhạc, xin được chào tất cả quý vị và xin chào tất cả những người đồng cái mỏ thằng bình đời lên tao nói thiệt hả, nguồn to hơn cái đám cưới mà thằng uống nước ngọt thằng uống bia thằng vẫn la còn hơn cái chợ. Ê bình đời cái mỏ dễ sợ ơi, mà đưa cho hắn uống luôn đi. Ê đưa cái đây đây kẻ uống kìa. Chào tất cả gia đình nha. Tí nữa là mình sẽ live tiếp phần 2. Tất cả ca sĩ đồ lên sân khấu sẽ live tiếp phần 2 nha. Bây giờ mình rồi ok em chào.
anh nhìn khỏe nha. Rồi, anh cảm ơn anh trai nhiều nha. Cuối mà anh ra mình kia nó sung sung lên cái đá mình nó chui được. À, rồi, mà hấp hấp uống nước mà uống bia rồi mình ăn. Cái mặt mình tôm. Đúng rồi, phải như thế với bình thường đúng không? À, nhưng mỗi khi đám nhiều nói mà mình đám cuối quay đầu mà anh em uống. Đúng rồi, nhưng sao luôn. Trời nào, đi ra mới ở trong thương, lên giường cho người có trưởng. Vô cái đám. Mẹ bảo người ta kêu bà bằng má, tôi kêu bằng mẹ. Mẹ ơi, mẹ bảo. Và chúng tôi cũng không quên những lời chào mời đến toàn thể các bạn quý vị bằng những ca khúc tuyệt vời mà quý vị sẽ cùng chúng tôi đồng hành cùng với những bài nhạc tuyệt vời của chúng tôi. Xin được mời các bạn quý vị sẽ cùng đăng ký qua tí nữa mình lại chào quý vị. Nếu tiền đăng ký thì trước ngày sân khấu của MC.